À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả bác. Thì hôm nay cuối tuần em dọn kho thì cũng còn một số đồ để thanh lý cho tất cả bác nhá. Giá thì rất là tốt thôi. Thì bác nào có nhu cầu có thể alo trực tiếp cho em Huy Cường qua số điện thoại là 0775 264 888. Bên Huy Cường Audio sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nhá. Rồi, thì trước tiên thì em còn được một ít cái dòng dây tín hiệu của Van Den Huy này nhá. Đây chính là dòng dây tín hiệu Van Den Huy Silver 65. Các bác nhìn này. Để nó quay chữ trên thân dây cho các bác xem nha. Chữ nó cũng đây các bác nhìn ra. Đó, nó là dòng dây tín hiệu Van Den Huy này. Đây các bác nhìn ra. Van Den Huy. Đó, MC. Đó, Silver. Tức là dây này là dây lõi là dây bạc nha các bác. Đó, dây lõi bạc, dây chống nhiễu một chiều cho tất cả các bác nha. Đầu rắc của nó thì nó sẽ sử dụng những bộ đầu rắc VKBT của Đức 0102 như thế này. Đó. Dây này thì thực ra thì hiện tại thì bên em cũng không còn nhiều hàng nữa nha. Thì em cũng thành lý cho các bác. Bác nào mà thích tiếng chép nó sáng một chút này, chép bày bổng một chút thì các bác thể lựa chọn cái dòng dây này. Thì cặp này em đang bán cho bác chỉ có 800 ngàn một cặp thôi. Đó, 800 ngàn một cặp nha. Rồi, tiếp đến đây, đây chính là cái cặp dây loa này. Đây là trong những cặp dây loa Furutech. Thì dây này thì em về cũng đợt này em về được mấy cặp thì cũng khá đẹp đấy. Em lục ra được còn mấy cặp thì toàn cặp đẹp thôi. Đây các bác nhìn này. Đó, Furutech Alpha Series Speaker này. Mã sản phẩm của nó FSA36 nha. Thì các bác nhìn đây là những cái vết bẩn ở trên này nha. Đây những cái dòng này thì cứ lau đi nó sạch, các bác nhìn chưa. Đấy, các bác lau ra nó sạch này. Đó. Thì dây thì nó dây bãi em chưa có vệ sinh được. Thì những cái dòng dây này mà nếu bác nào lấy thì trước khi gửi thì em lau chùi sạch sẽ cho tất cả bác nha. Mỗi vế là 2,5m này. Đầu rắc các bác đợt này, các bác nhìn đầu rắc cực kỳ là đẹp này. Đấy, đầu rắc zin của Furutech như này nha. Các bác nhìn chưa? Đó. Các nhìn chưa? Đó, thì cặp Furutech này thì em nói chung là em còn được mấy cặp nữa em thanh lý hết cho tất cả bác nha. Đầu rắc rất là đẹp luôn. Đây này em nhìn được mấy cặp rất là ok này. Đó, thì cặp này thì em đang thanh lý các bác giá nó cũng rất tốt thôi, chỉ có 1.500.000 nha, một cặp. Đó, đầu rắc của nó là đầu rắc bắp chuối của Furutech luôn. Các bác nên lưu ý nha, dây bên em là dây và rắc là của Furutech 100% nha các bác. Đó. Nên là các bác lưu ý giúp em, giá em thanh lý rồi các bác. Ấy thì cũng đợt trước có bác nhiều bác hỏi người ta bán có 1.6.000.000, 1.7.000 mà sao em thanh lý em bán 1.5.000, nhưng mà 1.6.000.000 của nó là người ta thi công đầu rắc khác nha. Còn dây của em là dây nguyên zin của Furutech, bắp chuối cũng là bắp chuối của Furutech luôn. Đấy, nên là các bác phải lưu ý cái chỗ đấy nha. Đó. Rồi, tiếp đến thì còn mấy cặp dây AV Ultra Link của Canada đây. Đây em quay anh em xem đây. Các bác nhìn ra. Đây, dòng này của nó dây tín hiệu là Ultra Link của Canada và công nghệ của nó đây các bác nhìn ra, nó là công nghệ 6 lề Brute OFHC này. Đó, này, dây của Canada, dây bãi xịn nha. Các bác nhìn ra. Đó, Ultra Link. Các bác nhìn ra, Ultra Link. Đó, dây của Canada này. Đó, đầu rắc của nó đây. Đây, đầu rắc của nó là đầu rắc AV Ultra Link của Canada luôn. Tức là dây và rắc là dây bên em về nguyên bản nguyên zin. Cái dòng này trước em bán là 1.6.000 thì đợt đầu mới về. Còn đợt này thì em thanh lý các bác còn mấy cặp nữa thì em thanh lý lốt thôi. Giá là 1.1.000 cho tất cả các bác nha. Giá thì giờ toàn giá thanh lý rồi. Dây cực kỳ mềm dẻo nha. Một cặp như này thì nó có chiều dài là 1m nha các bác. Các bác nhìn nha, Ultra Link của Canada này. Bác nào thích tiếng bass nó hay một chút, bass mà nó mềm mại thì các bác nên lựa chọn dòng này. Dòng này thì nó cải thiện rất là tốt ở ba giải nha. Trung âm, trường âm lẫn như tiếng chép nó rất là hay. Đấy. Tiếp đến còn mấy cặp dây ba lăng của Chamberlain đây. Đây là một trong những dòng dây ba lăng của Chamberlain. Đó, Chamberlain Raven Copper này, Made in USA, các bác nhìn chưa? Dây này thì là rất là mềm dẻo này. Đó, dòng này thì nó cũng cải thiện chủ yếu cho các bác là những dàn âm thanh nào đang thiếu tiếng bass nhá. Tiếng bass nó chưa có mềm mại, tiếng bass mà nó chưa được sâu, bass mà nó không có được gọn thì các bác nên lựa chọn dòng này. Dòng ba lăng này tiếng nó rất là hay ở trong phân khúc tầm tiền nhá. Cặp này em đang thanh lý các bác cũng giá chỉ có 900.000 một cặp, bao ship toàn quốc cho tất cả bác thôi. Ba lăng Chamberlain nha. Đó. Giá đợt trước nó giá ngày xưa em vẽ nó rất là cao, toàn 1.7.000-1.8.000 nha. Giá đợt này thì các bạn là những cái dòng nào mà mình còn ít nữa thì mình thanh lý cho các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo. Giá thanh lý là thanh lý ra lỗ thì đây đâu là mình ra lời. Nên là các bác lưu ý cái đấy cho em nhé. Đó. Rồi, tiếp đến là còn mấy cặp của Autophone của Đan Mạch đây. Đây chính là những cặp dây tín hiệu Autophone của Đan Mạch này. Các bác nhìn ra. Đó. Chữ trên đầu dây này Autophone và chữ thì nó dây thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên như trên đầu dây như này nha.
đầu jack cũng là đầu jack nguyên zin của nó mà bên em về nhá. Đây đó, đầu jack nguyên zin của AP Audio này, có nhìn chưa đó. Dòng này bác nào thích ba giải tốt, ba giải là hay thì bác thể lựa chọn dòng này, dây nguyên bản em về nhá, chứ không phải là dây thi công đầu jack. Và cặp này thì nó có chiều dài là 1 mét, em thành lý các bác cũng giá tốt rồi, 800.000 nhá. Rồi tiếp đến thì hôm nay còn được cái cặp Acophay Superion này, dây tín hiệu của Acophay này, các bác nhìn này, đó, Acophay Superion Copper này. Cặp này thì nó là dây nguyên bản nguyên zin dài 1 mét và dây nó là dây cũ, dây đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi nên là các bác phải thông cảm nhá. Đó, thì những cái dòng này thì em về được giá thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cho các bác. Và các bác nhìn đầu jack này, đây đầu jack thì nó cũng hơi cũ một chút, hơi ố một chút này, các bác nhìn nào, đó không ảnh hưởng gì đâu nha các bác. À, các bác nhìn nào, đó, rất là đẹp luôn, các bác nhìn ra. Đó, thì cái cặp này nó có chiều dài là 1 mét, nếu mà hàng mới của nó thì nó rất cao nha các bác, hàng mới của nó thì dường 4 triệu. Cái này em có một cặp thôi, em có 2 cặp, hôm qua em về được 2 cặp nhưng mà toàn hàng cũ. Hàng cũ nói chung là nó xấu hơn những cái đợt trước. Đó. Nó chỉ cái thân dây thì nó xấu rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây nói chung là cái thân dây thì em bảo xấu thì nó sẽ là xấu. Quan trọng là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái lõi dây bên trong thôi. Và những bác nào mà thích dây chất lượng âm thanh hay, giá rẻ thì các bác nên lựa chọn những cái dòng dây như thế này nhá. Đấy. Nó cũ nhưng mà là chất lượng nó rất ok. Và đầu jack thì còn nếu mà đầu jack này thì so thì đầu jack cực kỳ là đẹp. Và các bác có thể thấy được jack người ta đã sử dụng theo 5 tháng này nhưng mà độ mới và độ bóng của nó thì còn gần như là hoàn hảo nha. Đó, thì cặp này 1 mét đấy thì em thành lý các bác nó giá là 2 triệu nha. Đó, thành lý giá này là giá lỗ rồi, lỗ nặng luôn các bạn, không có đâu. Đó, thì hôm nay em có ít đồ em đang thành lý cho các bác thôi, bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha, em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Rồi sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.